Rồi, tập tiếp. Cái bị tù cái này ra mà. Do nào đến thế nào cái 30 cân thôi, cho chừng cái đầu đặt vô cái cục tải phía sau lưng nha. Vô được chưa? Rồi vô đi. Tay để ra ra đó, tùy cái củi tay khách hàng. Rồi đúng rồi, đầu có bị đập ra sau lưng không? Không. Ồ, dài đẹp tăng. Ồ, các bạn nhìn tập trung vô đi làm nhé. Mình không đi vậy mà. Mong không giảm sàn. Chơi luôn đi. Ừ, đó. Ừ. Này thì yeah. Đi. Thì có mấy cái vậy? Tại em trái rồi, còn hai cái nữa. Dài này trụ ngon không? Ngon. Rồi, trụ ngon, chơi tiếp. Không chạm nha, lên luôn. Ừ, rồi, được rồi, thở đi. Tốt quá. Ừ. Rồi, bài khác, qua tiếp nha. Thở đây nha. Cần lấy em cái gối chặn cái đầu không? Thôi được rồi, em nằm sấp xuống. Lấy gối đó. Lấy gối, thở gì? Thôi, được rồi, em nằm sấp xuống là được. Mấy bạn hỏi là tập bài này mình có bị đau bụng dưới không? Tại vì nó chèn bụng dưới nên mình phải đạp cái này vô nè. Cái này bằng mút đạp cho bạn đỡ bị đau. Bây giờ phải nằm giãn cơ rồi đó, từ từ mới vô được. Có tăng tạ không? Tăng không nghĩ là em tăng đâu. Còn được 3, được 2, được 3, được 4. Nó ráng mỗi ngày nó kéo từ 10 đến 12 cái là thêm. Cũng ráng rồi. Đây hai cổ động viên đồng nhịp, giờ cổ động viên đi ra đẹp đi nhé, sợ chưa? Ok 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 tiến tới phải thôi con nha. Ok, ba ngồi rất căng nha. Thank you.
mà không lên tăng. Giờ em thử hai điểm còn lại không chơi mong chẳng sàn rồi tập hết. Em đâu có làm mong chẳng sàn đâu. Em làm được 5 cái liên tục rồi. Em chỉ còn tập một thiền nữa thôi. Quá chuẩn, quá quen với bài này rồi. Lấy điện thoại quay cho em nha.
Chưa? Càng ngày thiệt nữa, mới diễn cơ nữa. Thank you.
mình tập cục xương lý xương thôi. Hôm nay mình mới học được bài này trên Instagram thì đầu một cái bàn này ngồi chồng chân vô chồng lên tới giữa đùi luôn. Rồi ngay khúc này rồi xong ngồi thẳng lên như thế này. Nó kéo trên đây mà. Rồi bây giờ để vừa mở vừa di chuyển cái ngóc lên quay. Đó, đó, xoay đó, rồi đi ra luôn, xoay đi ra luôn, xoay đi ra luôn. Rồi xoay được chút một. Đó, đó, kéo hết rồi xoay vô co lại. Rồi lại mở. Đây mình chỉnh cái bàn chân mình cho mấy bạn coi. Ra ảnh đã chỉnh level khó hơn rồi. Thật là bờ rồ, nhìn cái là biết tập cái gì luôn. Đây, ngồi thẳng lên như thế này. Trên như thế này đúng không? Cầm mở ra. Mở như thế này, đó. Được. Rồi, vô. Đó. Căng. Tập cái gì ạ? À. Cho nó nở cái phần này hả? Chơi khó rồi nè, chơi chỉnh ghế như nè, mở mở nè, chỉnh nè, mở nét đùi mở, đó, đó, và thử, đó, nè nhúng xuống xíu, dịch nhúng xuống xíu, mở khép bên này, mở nè, đó mở mở mũi chân ra luôn, mở mũi chân ra luôn, khép nè, nè đưa da đây, đưa da đây anh thử với coi, đưa đó anh thử với coi, nha, này nên mang giày không có dây của em á. Như vậy làm gì? Này, này. Này chân chân không thì sẽ hơi khó di chuyển một chút. Mẹ ơi cái đùi nó to. Đùi anh không xài được cái này đâu. Cái dây này chỉ xài cho người dưới 65kg thôi. Đó, mở dịnh cái này nó sẽ căng cái mông. Khi mà mình giữ gì nó đã trụ vô mông rồi, cái này nó sẽ giữ cho cái lưng mình thẳng, giữ trọng tâm. Khi mà mình xoay ra là xoay bằng cái một con chân thì kết hợp cái mũi chân xoay ra luôn. Đó, và thẳng ra luôn như này, nó sẽ tác động phần trị hết mông hai bên này. Rồi chẻ dây đây, coi chừng rắc dây đó. Mở hết ra, mở ra, vô, mở ra, 1, 2, 3. Em kia tim biến thái quá. Lấy điện đặt ra cho em đi. Điện đặt dưới đất kìa. Hay không? Hay không? Hay không? Hay. Anh biến chuyển nhanh không? Hay nhưng mà anh cái tiếng anh biến thái. Nhưng mà thích vô. Sao á, sao em trụ mong? Mày ơi, đau mong. Đây rồi, rồi dính nghe đó được rồi. Rồi mở ra, mở hết ra, mở hết ra, băng cái mũi bàn chân nó xoay ngang ra luôn. Rồi xong nhưng mà ngồi xuống,
ok hiểu rồi. Bi cánh này coi bi. Không. Đó, đó, anh chú ý cái mũi chân kìa. Hiểu rồi. Em giữ cái mông em cao. Em hiểu rồi. Ừ. Lại. Đó, 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 nó mở hai phần mông ra kìa. Mở ra. Đừng có để bị lỡ. Biết rồi. À, mai tập bài này. Đối lắm rồi, 1 giờ sáng rồi á. Mai tập lại nha, ai vẽ ba ngày không tập chị? Ba ngày ngủ. Bye bye, chúc các bạn tập tốt nha. Giờ mình đi ăn sáng. Sau tập là chúng ta thôi để tí mình quay cái clip sau tập cho các bạn luôn. Bye bye.